Nó con. Giờ bà bị lỡ nha. Hàng whip có bị lỡ đoạn. Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay có gì cái lô này là 11 con 3B nha. Rất là đẹp, bò ngay nằm 9 tháng tuổi. 3B đít muối luôn, 3B lực luôn. 3B bông có nha, 3B đen có là 11 con. Siêu lực nha. 23 triệu con, giá cực kỳ hấp dẫn cho cô chú anh chị cho mình nuôi dỗ béo. Con nào lấy đít hết đít. Lô này 11 con, đồng giá là 23 triệu một con. Đây mình quay kỹ từ con cho cô chú anh chị xem nha. Từ con số 1 cho tới con số 11. Rất là pin bò nha, 23 triệu một con. Lô này 11 con. Cái bò giá bò rất là nới nha. Cặp baby bông này, ngon quá. Điều cỡ này. Mấy con 3B này sỏi dàm hết, đùi hết biết đùi. Rất là đẹp bò nghe, 23 triệu một con. Quay lại một bận nữa cho cô chú anh chị xem nha. Có hơi chối nắng. Cái bò này rất là đẹp nha, 11 3B này rất là đẹp. 23 triệu một con. Con này năm 8 tháng tuổi nha, 8 tháng tuổi. Rất là pin bò luôn. Rồi cô chú anh chị nào cần bò giống béo thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha. Bò về rất là đông nha. Đủ loại bò kem 3B gì. Con lô này 11 con 3B rất là đều nha. 23 triệu. Thì cỡ một hoặc con nào cũng 23 triệu. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Chúc cho bà con chăn nuôi thành công nha. Mấy con này sỏi già muốn hết luôn rồi, cứng bò.